Bộ Giao thông Vận tải vừa cho biết, dự kiến từ đầu tháng 7 năm nay sẽ bắt đầu thí điểm phạt nguội trên một số tuyến đường cao tốc, và đây là một trong số các nội dung của đề án thí điểm xây dựng hệ thống giám sát xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo mô hình xã hội hóa. Với việc lắp đặt hệ thống giám sát các hành vi vi phạm quy tắc giao thông trên một số tuyến cao tốc như điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, điều khiển xe chạy không đúng phần đường hoặc làn quy định, vượt trong các trường hợp cấm vượt, dừng đỗ xe trái quy định sẽ có thể bị xử phạt qua hình ảnh. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị công ty FPT và công ty Hanel chủ trì điều tra khảo sát và thực hiện thí điểm trên hai đoạn tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn Nội Bài Phú Thọ và cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình. Dự kiến, việc thực hiện thí điểm kéo dài trong một năm. Sau khi tổng kết, đánh giá, nếu kết quả tốt sẽ triển khai mở rộng trên toàn quốc.